Tại sao nghỉ nhà nước quan chức vậy? Tại sao lại đến Việt Nam không quay lại Nhật nữa sao? Bây giờ tôi sống ở Việt Nam, nhưng thật sự tôi bị người Nhật cứ như người Việt Nam hỏi như vậy. Tôi vốn dĩ là cảnh sát tại Nhật Bản. Khi tôi 30 năm tuổi thì tôi nghỉ cảnh sát, sau đó tôi chuyển qua Việt Nam sinh sống. Đúng là sau khi từ bỏ Nhật Bản, nội tôi đã sống 35 năm, đương nhiên lo lắng như sắp chết vậy. Vậy tại sao tôi lại quyết định sang Việt Nam sinh sống? Bây giờ tôi sẽ giải thích lý do. Không phải tất cả các bộ phận đều như thế, nhưng thời còn là cảnh sát thì thường xuyên không được về nhà ngay. Dù công việc có khi kết thúc, dù công việc của tôi có kết thúc thì cũng phải chờ đến lúc người hát hộ xong việc. Khi về thì phải hỏi sếp của tôi chẳng hạn. Ở Việt Nam thì không nghĩ như thế nhỉ? Khi tôi sống ở Nhật, thật sự hàng ngày chỉ có công việc và công việc. Lúc đó tôi thật sự cảm động gặp Việt Nam. Tôi nhớ lại, người Việt Nam sống thoải mái, tự do hơn bản thân tôi rất nhiều. Cuộc đời tôi lại kết thúc như này sao? Các bạn có thể nghĩ câu chuyện phóng đại quá, nhưng tôi nghĩ nghiêm túc như vậy. Ở Nhật Bản, công chức nhà nước là một công việc được rất ưa chuộng. Mức lương theo hàng năm, cam kết tăng cho đến lúc nghỉ hưu, cũng không có chuyện bị sa thải. Có nhiều lương hưu được bảo đảm nếu không thể làm việc khi bị bệnh là công việc có tính ổn định nhất. Tôi đã nghỉ công việc như thế và tôi nói với bố mẹ, tôi sang Việt Nam thì bố mẹ của tôi buồn và khóc. Có thể Nhật Bản là một đất nước rất hòa bình, nhưng mà cũng có điểm kỳ lạ. Có thể chỉ tôi nghĩ như thế, nên đây là ý kiến cá nhân của tôi. Nói chung ở Nhật thì phải đưa ra như này, mọi người phải cùng nhau. Có không khí như thế này rất nhiều, kiểu như không thể tha thứ cho người phá bỏ luật lệ đi ngoài tình. Mọi người phải về cùng giờ, không ai nói rõ ra, nhưng nó là kiểu như vậy. Các bạn Việt Nam sống ở Nhật Bản thì có cảm nhận được kiểu Nhật là mỗi người không cùng nhau là không được không? Cái đó đối với tôi là việc khá bó buộc. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi đã bị sốc khi tìm hiểu về Việt Nam. Nếu kể ra điểm tốt của Việt Nam thì không hết được. Nhưng tôi thích nhất ở Việt Nam là nụ cười rất nhiều và có thể chuyển việc dễ dàng, có không khí tự do. Và thêm nữa, không có lý do gì nhưng không làm thêm và về sống với gia đình. Tôi nghĩ thật tuyệt khi người Việt có thói quen dành thời gian cho gia đình như thế, nên biết đất nước như thế và không sống ở đó. Thì tôi nghĩ sau này khi chết đi sẽ hối hận. Giá cả rẻ này, đồ ăn ngon này, mọi người đều tươi cười, khỏe hẳn, trong sáng, trẻ trung, ấm áp hơn Nhật Bản. Không có dị ứng phản khoa, con gái thì dễ thương. Kiểu cảm xúc như vậy không thể nói hết được trong lần nói chuyện này. Chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Đương nhiên tôi biết không phải mỗi người Nhật đều là người không thích, cũng không phải tất cả người Việt Nam đều là người tốt. Và bây giờ tôi sống ở Việt Nam, nhưng tôi là người Nhật nên tôi không ghét Nhật Bản. Nhật Bản cũng có nhiều điểm tốt, gia đình bạn bè đều ở Nhật Bản. Bạn muốn làm việc ở Nhật Bản hay Việt Nam? Muốn sống ở Nhật Bản hay Việt Nam? Nói cho tôi biết nhé. Vậy, hôm nay đến đây. Hẹn gặp lại. Bye bye. Mata ne. Hội thành viên. Để kỷ niệm 100.000 lượt đăng ký kênh Học TV, bắt đầu hội thành viên. Tóm lại là tôi sẽ bắt đầu hội thành viên sau khi tôi cô đã chín mùi. Nội dung cụ thể như thế nào thì sau đây tôi xin phép giải thích một cách đơn giản. Tên của hội thành viên là Học TV Club. Phí hàng tháng là 200.000 đồng, khoảng 1.000 yên, 1.000 yên です. Tiếp theo là nội dung. Không thể đăng nội dung lên trang chính.
các video trong quá khứ đã được cho vào kho giao lưu bằng cách sử dụng bàn hội thoại live stream chỉ với hội viên. Tôi muốn giao lưu hay trả lời câu hỏi từ các bạn. Khi gặp thành viên thì tôi cũng cảm thấy khá bất an. Các bạn người Việt Nam thì không có nhiều người thẻ tín dụng nên tôi không biết có bao nhiêu bạn sẽ vào hội. Tuy nhiên những người trở thành thành viên thì tôi nghĩ thực sự họ đang ủng hộ cho Hoc TV. Tôi nghĩ cứ vừa làm thử vừa sửa để tạo nên hội thành viên tốt hơn. Tôi mong muốn sẽ tạo nên hội thành viên nơi mà mọi người sẽ cảm thấy thực sự tốt đẹp khi tham gia vào, nên rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn. それではメンバーシップでお会いしましょう。変化プライオー、ホイ、タイムゲン、よろしくお願いします。